Bộ sưu tập bồn cầu đa sắc màu, trắng, xanh, hồng, cam. Thích màu nào, chọn ngay màu đấy, đảm bảo cân được mọi gu thẩm mỹ từ cổ điển cho đến hiện đại. Hôm nay thì xin mời mọi người hãy cùng với Hồng Vân khám phá bộ sưu tập bồn cầu trứng thông minh Enix Smart V4 nhé. Thiết kế nhỏ gọn, độc đáo giống như một quả trứng, không chỉ đẹp xuất sắc mà bên cạnh đó thì còn giúp tiết kiệm diện tích tối đa cho gia đình. Hoàn hảo về mặt ngoại hình mà còn hoàn hảo cả về mặt công năng nữa. Em bồn cầu này thì có rất là nhiều những tính năng thông minh giúp nâng tầm trải nghiệm vệ sinh sạch sẽ không cần chạm tay. Em bồn cầu này thì có cảm ứng một chạm siêu nhạy, người dùng chỉ cần đến gần hoặc là đá chân thôi thì nắp bồn cầu sẽ tự động nhẹ nhàng mở ra ngay, không cần phải cúi khom người hay là thao tác bằng tay. Bờ mông sẽ luôn ấm áp dễ chịu nhờ có chế độ sưởi ấm kháng khuẩn của bệ ngồi, giúp cho gia đình mình có thể thoải mái đi vệ sinh bất chấp mọi thời tiết. Bên cạnh đó thì bệ ngồi sẽ luôn khô thoáng sạch sẽ, tránh tình trạng là nước bám đọng gây bất tiện cho gia đình. Trải nghiệm công nghệ làm sạch chuyên sâu với vòi rửa tự động đa chế độ, lực nước vô cùng nhẹ nhàng phù hợp với mọi đối tượng, không cần phải sử dụng vòi xịt hay là tay như thông thường nữa. Cũng không cần phải sử dụng giấy vệ sinh gây ô nhiễm môi trường nữa, bởi vì bồn cầu đã có chế độ sấy khô bằng khí ấm, giúp giữ cho vùng dưới luôn được thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ. Khi đứng dậy rời đi thì bồn cầu sẽ tự động đóng nắp và xả nước với công nghệ xả xoáy cực mạnh, cuốn trôi hết tất cả mọi chất bẩn chỉ trong một lần xả, giúp tiết kiệm nước tối đa. Bên trong bồn cầu thì còn có đèn chiếu UV giúp tiêu diệt hết tất cả những loại vi khuẩn gây hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng. Còn về chất liệu thì khỏi phải bàn. Chiếc bồn cầu này được làm bằng gốm sứ, nung ở nhiệt độ là 1280 độ C, vì vậy đảm bảo được độ bền chắc cứng cáp và chịu được tải trọng lớn. Bên ngoài thì được phủ một lớp men nano chống bám bẩn, kháng khuẩn và đặc biệt là chống ám mùi. Vì vậy nên khi sử dụng chiếc bồn cầu này thì nhà tắm của gia đình bạn sẽ sạch sẽ hơn bao giờ hết. Bí quyết vàng để nâng tầm trải nghiệm vệ sinh sang xịn là đây. Hãy ghé ngay showroom Enix gần nhất để trải nghiệm thực tế, cũng như là dinh về cho gia đình một chiếc bồn cầu trứng thông minh Enix Smart B4. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.